Liên quan đến vụ việc các em học sinh bị ngã ra đường khi cửa sau của chiếc ô tô đưa đón bất ngờ bị bung ra, vụ việc này vẫn chưa lắng xuống, thì mới đây tại tuyến quốc lộ 1A trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom lại xảy ra một việc tương tự như vậy. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi chiếc ô tô 16 chỗ đang chạy với tốc độ cao trên quốc lộ, thì cánh cửa sau của xe bất ngờ bị bật mở, khiến hai học sinh ngồi phía sau ngã lăn xuống đường. May mắn phía sau xe lúc này không có phương tiện nào lưu thông, nếu không hậu quả thật khôn lường. Ngay sau khi bị ngã, một trong hai học sinh bị rơi cả lưng xuống đường, đang lầm cầm cố gắng ngồi dậy. Một vài người chạy xe máy ngang qua cũng dừng lại xem xét tình hình. Cũng rất may mắn là lúc này không có các phương tiện lưu thông phía sau, nếu không hậu quả sẽ không biết như thế nào. Qua sự việc này thì các bác tài cần lưu ý hơn trong khi đóng cửa xe ô tô, đặc biệt là những xe đưa đón các bạn học sinh để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.